chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Để nói đầu tiên thì cho phép ba anh em mình xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe để mình vượt qua giai đoạn khó khăn của đất nước nha cả nhà ơi. Hôm nay thì ba anh em mình sẽ đi xuống cái kênh trước cửa nhà phim nè. Bữa phim nhí nhí văn cái đình trúng quá trời luôn. Anh Trọng đem lưỡi mới xuống bên vắt nha. Này mới tháp vô hả anh Trọng? Như sợi. Dạ hả? Đây là lưới mới luôn nha. Dạ. Nhà dấp dài hơn hai lần lưới đó. Hai lần lưới trong cái son luôn hả? Ừ. Vậy là mà quýnh một đường một là giáp một mé rồi. Ừ, giáp rồi. Nhí tiếp tục công việc quen thuộc. Nhém chiếc du thuyền 500 ngàn lại. Cái lần trước anh em mình mua lưới về để đi quét cái Úc á, thì có mua nhiều lắm. Cho nên lúc nào trong nhà, ở nhà cũng có lưới để sẵn ở trên nha cả nhà. Còn hai cục nữa. Còn hai cục nữa đúng không? Thì, nhà lưới có sẵn mà anh Trọng anh biết đóng nữa. Anh đóng chút xíu à, khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là có miếng lưới xài à. Thấy cái Linh anh ham quá. Đóng miếng lưới xuống này dằn. Đầu ba anh em mình xuống xuồng bơi cái kình. Nay đi trước cửa nhà phim cho nên không có đeo khẩu trang nha các bạn. Đó, tiếp tục mình nhăn cái con kênh quen thuộc nè. Cá nó vô đường này nè anh Trọng, cái trứng cá non nữa vô đường bọng này nè. Từ cái chân cỏ này vô tới cái mấy bờ nó tới 2-3 mét lận. Xài rồi cậu bắt dữ lắm á. Bữa rồi phim nhí mò về tay chân chạy hết trơn. Giờ bắt đầu cúp cua. Nãy mình giăng miếng lưới từ đầu đê dưới qua tới đây bọc qua đây luôn. Trong chân bò này nó luồn tuôn lắm, buộc mình phải chia từ đoạn rồi mình đạp mình dí như hôm bữa. Rồi mình sẽ vô mấy cái đống cỏ mình quậy ra cho cá nó chạy ra đây cũng dính ha. Mà nó chạy tới chạy lui thì cũng dính cái đường ngang này. Mày nó dày quá. Xuống này ba anh em quậy thấm đủ. Giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi ngược trở lên dặm quận thứ hai. Mình đi trên cỏ anh dặm á. Ây da. Bị kéo lưới cả nhà ơi. Trời ơi. Ôi, bữa nay dính con bự không ta? Cái gì? Mập. Mập hả? Gì vậy? Cá dẫn. Ghê vậy? Trong lưới á. Dạ. Bó gọng hay gì? Đây, giục 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 đại đây nè. Nè thôi em lấy ra. Ây da. Con đầu tiên nghe cả nhà. Cá Linh nè. Đó, biết. Mập. Người ăn con đó là lơ rồi đó. Người ăn con là lơ rồi hả? Nè. Hai con đầu tiên. Hai con.
con này con cá chảnh hả? Nhét lưới. Bà hỏi khúc cua này dính dữ lắm. Trắng. Bà ừ. Đó, lên kiếm nữa. Con này làm được à? Được. Ủa, cái hay nghệ. Rồi. Con này béo à. Ừ. Hay nghệ. Con này béo mà ngọt lắm. Đó. Đó. Mới dính không ạ? À? Rồi rồi, bỏ hổm nó dính đầu cua một cái thì mê luôn. Trắng phiếu, trắng phiếu nè. Mập ú luôn. Cái này để lâu lâu quá ha. Ừ, bữa nay cũng đủ kho cho tía ăn cơm vậy anh. Ừ, đồ ăn thì phải đủ ăn rồi đó. Nay sẽ thắt rồi ta. Đó. Lưới này là lưới cá út nha các bạn. Lưới anh em mình hay đi sông quét cá út với tôm càng nữa nè. Rồi cắm xuống đi. Rồi dặm từ đây lên kia luôn. Coi cái đường co có dính nhé. Đó kìa. Cái này cái gì? Mè hôi. Mè hôi hả? Mè hôi thả vậy chồng ơi. Có bạn nói cá này nó tới 4-5kg rồi. Mè hôi này bự lắm hả? Thả đi. Bà hỏi mình không biết mình bắt. Thả mương hả? Như này có mương thả đại. Anh thả mương nhà anh không? Đây riêng chảnh chảnh đi xuống nha. Ừ. Thả chỗ lớn. Bà hỏi mình không biết bắt mấy mè hôi nhỏ nhỏ. Các bạn nó lớn lắm. 4-5kg rồi. Đây làm lên đó nha. Đây lên rồi đi xuống cái nữa mà. Ừ, đây lên đi xuống cái cầm, thăm. Cột cái xuống á. À, đi 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 cầm cột ra. Trời ơi. Giờ bắt đầu mình lùa nha cả nhà. Mình lùa từ đây lên cái đầu đê đó. Rồi từ đầu đê đó mình trở ngược ở xuống đây mình thăm luôn nữa. Đầu mình thăm cái cua thứ hai coi. Ê, kìa. Mệt chết. Dính trong cua kia kìa. Ủa. Rồi. Rồi luôn cá dẫn kìa. Ủa cá dẫn kìa nhí ơi. Quá rồi. Thấy cái đây ngon rồi chứ. Ở trong kìa. Ừ. Thấy cái sao rồi. Ừ. Hả? Trời ơi mới có 5 con không cậu ơi. Mới thăm dạo nữa nè. Thấy con gái hả? Mấy miệng đáy hả? Này. Ừ, cá linh. Tới. Tới chỗ này nữa. Rồi. Nó mập coi nè. Ông ơi. Quá xa mập rồi. Mẻ đầu tiên được có 5 con rồi cả nhà. Tắt nước, gỡ đường này nhé.
Con nào con nấy khỏi chê vậy ha. Mập. Bữa nay không có linh ghìa hết nhỉ. Không có linh bông mà linh ghìa đó. Ừ. Ừ. Đúng rồi đó. Ừ. Tại mình nói thấy vậy đó. Tại phân biệt thử mà đúng thiệt. Đúng. Con cá này nó mập như em với nhí vậy nè. Không ra ngoài quý. Cái khúc này bữa hổm cũng ở ngoài cũng không dính nữa nè. Cái đường ngoài á, đằng trước em với nhí văng á. Thôi. Cá dẫn. Cá dẫn. Đó. Hè trắng nè. Đâu luôn cái hè trắng đó mình. Em bự. Bự. Bỏ em với nhí câu con nhỏ nhỏ. Dẫn. Hả? Cá dẫn này siêu to. Ừ. Rồi hết rồi. Hết chưa? Còn dính nữa hả? Con này xem nửa ký rồi nhí ơi. Ừ. Cỡ 3 lần rưỡi. Ừ, có dẫn. Quá đã rồi. Như này đủ ăn rồi. Đó. Ừ. Cái gì vậy? Mày hôi. Chiếu con này gì nó đụng đụng gì thôi. Ốc. Mày hôi thả đi trong ơi. Cái như lần trước mình không biết á các bạn. Mình có bắt mấy con cái mày hôi nhỏ nhỏ thì có mấy bạn comment nói là cá này nó tới 3-4 kg rồi, mà 1 kg trở lên ăn mới ngon. Ừ. Cho nên chứ mẹ anh em mình thả lại đây luôn. Vài tháng sau cái nó lớn lên ha. Bắt nó. Đó. Cái đó mới sầm kìa. Con cầm con gọng, danh nó lên xuồng quay vô. Đó vậy. Ở trong buộc cứ ngắt hả? Thăm thử coi có không? Cái đó để luôn hay gì? Cái đường xuôi hả? Ủa được. Thăm thử rồi. Tới đó rồi, tới cua rồi. Tới cua rồi đó. Đó. Ừ. Khoái, bỏ ổng thấy bắt khoái rồi này. Đóng miếng lưới mới liền. Đâu vậy? Nhảy. Làm gì thấy ghê vậy nhé. Có gì không? Ủa. Nhiều không? Quá. Hai cái mày hôi, ba cái lên, bốn cái lên. Túm túm. Nay con đập từ từ qua nghe. Năm chú con vậy hả? Mày lấy năm chú con à? Hai cái mày thôi. Đâu rồi miếng lưới rồi? Cục. Trời ơi, cục luôn kìa. Ôi, con heo nghẹ nữa nè. Ừ. Ai nữa nè? Đâu? Rồi, đưa đây, em gỡ cho. Rồi, giờ phim gỡ đống cá này nha cả nhà. Linh. Mày mè hôi chứ. Con mè hôi. Nghe nghệ nè. Bên đây mấy cái linh mập mập nữa. Sau khi mình dặm cái khúc cỏ này cả nhà. Quá trời khúc cỏ. Bụ xích quá trời vậy. Kéo cái lưới nó vô lại tí. Giờ mình cúp cái cua. Từ đây là cái đầu lưới đó. Ba anh em mình tiếp tục xuống dặm nữa. Đầu đó thấy dính rồi kìa, thấy phao nó giật giật kìa nè. Cái kéo xích vô lại đây, trong này cạn mà. Trong đây còn sót con cá mè hôi. Ây da. Dạ, thả cho nó lớn nè. Thử coi vài tháng sau cái mình xuống mình bắt thử coi nó lớn không nha. Ăn thử coi, đó giờ anh em cũng chưa có ăn cá này nữa. Thả. Đi đi em trai. Ờ, cá linh hả?
Mày hôi hả? Đây nè, đưa đây nhé. Lỡ mè hôi này thả xuống. Trời ơi, nó lớn gì thế nào. Phải. Anh chồng anh xài lưới kỹ lắm nha các bạn. Khúc cây nhỏ cũng phải gỡ. Ủa? Cặp luôn hả? Còn cái linh, còn cái... Đó. Đây đây nè nhé, sáng giờ mới được con nè. Linh ghìa nè. Như bữa hổm bắt ít con này nó ít hơn nóng. Con linh ghìa này sao nó ít hơn nóng. Ấy à. Cái gì á? Cái gì cứng. Cứng nhắc vậy? Cá hành. Phải không? Phải cá hành không? Giống cá hành quá vậy. Giống cá hành nè mà. Hai con linh ghìa. Linh ống. Linh ghìa chứ. Lộn. Được hai con linh ghìa. Nãy thấy phao nhịp dữ lắm nha. Hai linh ghìa không hả? Con ba kỳ. Con linh ghìa nè. Con đó linh ghìa hay vậy? Nóng. Nóng hả? Mập quá mập. Làm gì thế? Mập. Nay làm gì? Nay tía muốn làm gì nha? Làm gì tí? Đó. Mẹ hôi. Con có linh. Ủa? Nóng gì nữa? Nóng. Đó, có nằm rồi đó. Nãy thấy giật. Nãy thấy giật nhịp nhịp phao mà. Thôi để làm xuống phía gãy. Mẹ hôi hả? Bữa nay cũng thả cũng chục ngoài con mẹ hôi à. Bữa hôm mình đâu dính dữ vậy. Bữa hôm không có dính nhiều vậy. Cũng cái lóc quá. Không biết làm gì ăn hết. Đi kỹ. Rồi. Để tát nước xuồng cái mày được. Mấy tháng sau chúng bắt mày hôi con ký thật. Cái kịch này là cái kịch nước ra nước vô tự nhiên nha các bạn. Ở đây thì cũng không ai nuôi tôm nuôi cá gì ở đây đâu. Đó, ôi có linh chà bá luôn kìa. Bữa nay thất hơn quả hổm mày. Nhét lưới nữa. Nhét lưới nha. Cái này để khoảng tháng ngoài nữa. Cái dẫn. Đi đi. Đừng nóng nè. Không có linh gì. Thì nãy giờ linh nóng nhiều hơn đó. Ít linh nhiều á. Hả? Nóng. Con linh đốm á. Nóng. Này linh nóng. Linh tròn cũng nói rồi đúng không? Còn cái con linh cái linh kia nó đốm nó đen đen. Tôi gọi linh bông cũng quậy. Cả linh đây con nào cũng uống. 3 kg à? Anh này cá bự hơn hổm đúng không? Ừ. Đó, giọt.
Quá trời ngon rồi. Chim to. Cái dãnh bự nhất. Ngọt quá. Thơm quá. Có bít từ trong thì khó thoát rồi. Con thả. Thả thả. Bự. Nó nhỏ. Quẩy sổng sổng chổng nè. Đó. Mạnh dữ vậy. Cá linh mới dính là gì nè. Bữa nay cá lựa không? Bành bành. Bộ không dính nhiều mà hơi nhỏ hơn bữa nay ha. Đó là như này. Có còn sao không? Có chừng nó còn. Kìa còn sao đít kìa. Nghĩ ơi. Qua dạ hôm nay bị bệnh không? Tới nữa rồi. Chiên là mắm me. Ok, vậy là anh em mình sẽ nấu con chua mớ. Dạ mớ anh em mình chiên làm nước mắm me. Bắt cho cậu ba tí mấy con nha. Đây là quay phim quay cái cảnh này cho bạn xem ha. Hôm bữa thì hai anh em Danh với Nhí có đi câu cá he. Có bạn nói này là cái cầu tiêu. Đây không phải cầu tiêu nha các bạn. Đây là mấy cái lồng á mà để mình đem mấy con gà con, ví dụ như nó bị sổ mũi hay là nổi cháy á, vô đây mình chăm sóc nó sẽ mau hết hơn. Với mấy con gà nó xì xì á, đem vô đây mình chích, mình theo dõi nó sẽ mau hết hơn là mình thả lan ở ngoài ha. Còn cái chỗ này là cái dèo ốc, cái kinh ở trước cửa nhà thì đâu có ai bắt cái cầu tiêu làm cái gì. Cá nha, cá anh em đã bằng sạch một giỏ cá luôn. Cái này con chua cá dảnh ha, con chua cá dảnh với cá hai nhẹ với hai cái lim bông như gì à, phải lim bông. Còn cái phần kia thì anh em mình sẽ chiên nha cả nhà. Còn mới cá linh nè với cá bà kỳ mình chiên. Hôm nay anh em ăn canh chua đậu đũa. Canh chua đậu đũa như canh chua bằng nấu đậu đũa nha cả nhà. Đây là phần cá anh em mình để dành nấu canh chua. Ở bên đây là sẽ chiên. Bữa nay cho anh Trọng anh ăn tới cái lần bữa nè. Thì mình bữa hổm ăn rồi, hôm nay tới tía. Không có hổm gì về anh làm gì ăn? Không gì, kho lạc. Kho lạc hả? Bữa nay nấu canh chua. Mình mổ bụng làm sạch ruột thôi. Cái linh vô nè. Đứa lớn lên tiếp. Từ từ nhỏ nhỏ thôi này nó văng. Cháy tỏ mỡ rồi cả nhà. Trong nhà Nhí sẽ nấu nồi chua. Chua bằng. Ôi ôi, có lượng trứng ngon quá trời ha. Béo nhé.
mình thả cá vô nha cả nhà. Cá sôi lên nè, mình nêm nếm mình thả đậu đũa vô. Đậu đũa đừng có nấu chín quá, không giòn nhé. Mình thả dừa xanh lên mình về nhé. Cây lạnh siêu to khổng lồ. Đậu đũa này mình đã trồng không có thuốc mà ăn. Dạ. Giờ mình nêm nha cả nhà, cho miếng muối ớt vô. Mình kế tiếp là mình cho đường như thế này, mình cho 3 muỗng nha, tại vì muỗng hơi nhỏ. Cho quế vô nha cả nhà. Thơm liền ha. Thơm rồi. Giờ mình sẽ múc chừa cho ngoài nha cả nhà. Bắt ngoài. Chừa cho ngoài. Còn cá he. Cá he này thì béo nhưng rất là ngọt. Cho ngoài cá linh ghê. Cá linh ghê với con cá he. Rồi, dẫn chén nha. Rồi. Cá gà trên đường của cơm. Hai lô vàng nữa. Da nhỏ nó hết da. Từ đây chiên rồi nó. Cá chiên. Mình cơm thôi. Nước mắm me này mình chấm cá chiên. Quá ngon luôn này. Muối ớt này sẽ chấm với canh chua. Tiếp. Bữa cơm sáng đơn giản. Cá linh hai món. Điều tiên. Cá khúc nữa. Muối gì? Đi. Thử miếng mắm men. Để nhé. Để. Thử miếng mắm men. Được không? Ừ. Này cả nhà ăn cơm sáng với mấy anh em mình. Cái đầu cái gì? Vậy hai mình chia rồi anh. Ừ. Được. Béo. Rồi nhé. Rồi cả nhà ăn cơm sáng với mấy anh em nha. Những cái linh này mình chấm nước mắm me. Lăn luôn, lăn luôn. Kìm miệng ớt vô. Là miếng cá linh anh Trầm ơi. Số một luôn cả nhà. Rồi cả nhà ăn cơm với anh em mình nha. Cá lên, đem cá về cho anh Trầm nha. Quá. Mắm me cài cài tới cài luôn. Ngon cả nhà ơi. Tôi nói giòn. Đậu đũa là nấu vừa tính tới tét xuống giòn. Để ấy nó mềm thèm. Hôm nay ăn cá nhiều đi, ăn cơm mới tính thôi. Tình không? Bắt không giờ hết rồi. Ngát quá à. Ít trong lưới nha. Tại bữa hôm mới bắt cách đây mấy ngày à. Ngát. Nó để lâu lâu cỡ tháng bắt còn nữa. Nên đo nó đụng kịch kịch. Bây giờ cái con kinh của mình nó rộng quá. Mình ba anh em dữ lắm, mình làm chừng ba mẻ mệt đuối.
cái vẫn còn bự không nó khô nó dính được cũng còn không còn rồi. Anh khoái ăn hay nhẹ phải không chồng? Ừ. Chấm luôn nha. Chấm luôn. Ừ, nhớ. Còn gì? Mấy con rồi. Làm đi. Chúng nó ăn em cho nó đã tí. Còn em nhí rồi. Đậu. Hai mình ăn ăn nửa con vậy. Cái đậu béo. Hả? Ừ. Cảm ơn Danh. Lưng này cũng béo nên là Danh. Ừ. Lưng này bữa ăn ngon. Chưa. Bộ chấm quá. Béo hơn rồi anh ơi. Hồi rồi. Béo. Má mặn lừa mỡ. Ừ. Ngày qua thì cũng cảm ơn cô dì chú bác anh chị em gần xa nó hỏi thăm anh Trầm. Rồi quay phim thay mặt anh Trầm cảm ơn tất cả mọi người nha. Anh Trầm sẽ sắp sửa trở lại nha các bạn. Một ngày gần nhất khoảng 1 hoặc 2 ngày nữa thì Thành sẽ hết cách ly tại nhà. Ngày 2 ngày nữa hả? Ừ. Dân sẽ lên tỉnh ở với anh Trầm. Ừ. Ảnh xuống đây cũng được. Ừ. Nào quay phim với anh Trầm nếu có về thăm nhà vậy. Quay phim lên đó đi quay với anh Trầm rồi. Nhưng mà cũng gần 20 ngày à. Còn 4 ngày nữa hả? Cơ quan không hả? Ý là gần 20 ngày không gặp ổng á. Đúng rồi. 4 tuần. 4 tuần thì nó 28 ngày gần khác. Ừ, bữa nay tháng. Còn mấy ngày nữa hết rồi. Ngày 11 tây. Ừ. Tới bữa 15 tây 4 ngày. Cái lưng béo thiệt. Mà xương nghe nha. Ăn kỹ luôn cả nhà. Kỹ cả rồi. Nhà có ăn ăn kỹ. Bớt thì xương. Con cá bự này nó còn đỡ nè. Ừ. Thứ cá lỡ lỡ hai cái tay ha. Xương một cái là thà nhỏ luôn. Thà có linh non thà nhỏ luôn. Hoặc là bự gì nè. Cá linh non là cái gì ngon. Thôi đủ thứ. Cái này mình có thời gian mình cũng không biết. Ừ. Cá linh non không mắm những giấm ta làm gỡ cái nhảy này đó. Ừ. Thôi là đặc sản ở miền Tây á, cá linh không mắm không mắm biên tháp không tháp cá linh giữa trời á không mắm bông điên điển. Ừ. Bông súng cũng được tùy theo dùng á, mình có gì mình xài đó. Ừ. Điên điển là nhầm coi nhầm tháp có nhiều cô chú anh chị hỏi là cù lưu dung thì anh em mình ở đâu. Nghe thì anh em mình ở thuộc cái huyện đảo huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng nha cả nhà. Thì có nhiều cô chú anh chị bạn bè gần xa cũng nói là Cù Lao Dung nữa mấy anh ở Đồng Tháp hả. Thì trong cái phần giới thiệu kênh và cái phần mô tả video á thì đôi khi cũng có để rõ là Cù Lao Dung của mình là thuộc huyện đảo là thuộc cái tỉnh Sóc Trăng luôn ha. Anh em mình thì ở Sóc Trăng. Cù Lao Dung cũng có Đồng Tháp. Đồng Tháp cũng có Cù Lao Dung. Có. Bởi vì nhiều người ta không biết chứ không biết cái này không biết Cù Lao Dung của mình. Ừ. Biết Cù Lao Dung có Đồng Tháp không ạ? Tại vì Cù Lao Dung ở Đồng Tháp là có từ hồi xưa lâu rồi. Cù Lao Dung của mình mới thành lập ngay cách đây có mười mấy năm à, đúng không? Đúng. Ủa? Ở đó huyện huyện Long Phú. Bình ở đây là đó là huyện Long Phú. Sau này mới tách chia ra là lấy tên là huyện Cù Lao Dung. Mình thành lập sao? Bởi vì nhiều bạn người ta lầm á. Ta tự cứ tưởng mình ở Đồng Tháp. À mình giờ huyện đảo. Ừ. Đã béo rồi. Hai đã chưa tiếp. Ham. Nghe từ từ được. Chương quá. Ừ. Nghe nghệ nó béo mà chương quá. Mình ngọn chương không? Đổ mồ hôi. Ừ. Đổ mồ hôi. Ừ. Quá ngon. Đi bắt cá mà vô ngon hết đấy. Lần sau ha. Bốn anh em tụ họp á. Họ mắm nhé. Ừ. Ha. Ở lên kho mắm. Đổ mắm. Ừ. Nó ớt được. Mình cầm cũng phải mắm nữa.
trúng chắc rồi. Làm nào kho mắm cho ảnh nè. Anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe để mình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn của đất nước nha cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà ở những tập tiếp theo nha. Bye.